Lời thiêng vọng y khắp y đất đi trời, tiếng y tiếng bác y hồ tuyên ngôn vang y vọng y đất đi trời, nào nức muôn y người hân hoan chờ đón y dưới cờ hồng như sóng biển y đông y quyết giữ gìn y non y sông y tiếp bước y trai ông y con cháu y tiên y dòng y tự hào khí phách non y sông y ơi. Cùng nhau xây dựng non sông, noi gương truyền thống cha ông ngàn đời. Đường lên hành y phúc y sáng ngời, còn đây những khóm mi che ngài dưới lăng mi người hôm nay, những khóm mi che già trong nắng Ba Đình thủy chung son sắt mi dân tộc truyền thống không mi phai sáng mi hình mi tương mi lai đất nước mi hôm mi nay rạng rỡ những ngày có bác soi đường con cháu vươn mi bay ơi. Thank you.
mặt y biển y đông, một vùng non nước y mênh mông, rừng xanh núi biếc sông hồng phù y xa. Trời gió lồng cây bay, bác ơi nhớ mãi những ngày nào nung người đi từ cảng nhà dòng này.
bài ca, điệu chèo đầm thắm, thiết tha dâng đời. Trao nghiêng cánh én gọi mời, muôn hoa khoe sắc, đất trời vào xuân. Lời hát thì ngọt ní ngào, mừng đất nước sang xuân. Học tập noi gương những đoàn xe của 971
thời Covid, những chuyến xe ngày đêm chuyên chở các y bác sĩ vào Nam chống dịch, chở vaccine, chở thuốc men, vật tư y tế, người sẵn sàng, phương tiện sẵn sàng, có lệnh là đi. Gian khó quản gì, chiến sĩ lái xe mến yêu. Gian khó quản gì, nắng lửa mưa xa, đèo cao vực thẳm vẫn vững lời thề, vì nữa quên thân đường dài, dùng bước dục bước hành ý quân ý, 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 ý. Mang nỗi nhớ thầm lữ đoàn 971 mến yêu ơi, mang nỗi nhớ thầm đồng đội bên nhau sẽ chia gian khó, người lính hậu cần đi trước về sau, lữ đoàn nghĩa nặng tình ý sâu. Đoàn 971 trăm mến ngàn ý thương ý, 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 ý. Đất nước đang vững vàng, một niềm tin gió núi biên cương đường mòn, có anh canh gác ơi, đất quê ta bao lai nơi đại ngàn, khi nắng dần tàn đêm trường vững bước chân anh, dù gai trong gian lụy có anh vững tin, dịch y giữ được đẩy chia đôi lứa.
sông vui thanh nghị bình yên.
sinh anh hùng Việt Nam. Có tiếng xe nào thế nhỉ? Trời sắp sáng rồi, phải bắt xe quay trở lại mới được. Xe nào đi lên? Dừng lại! Dừng lại! Xe đi rừng đá đây! Mời đồng chí đánh xe vào hang núi rồi xuống đây! Chào đồng chí! À, chào cô! Cô, trông mặt anh búng ra sữa thế kia mà dám gọi tôi bằng cô à? Vâng, chào chị. Tại sao chị lại bắt xe tôi? Trời sắp sáng rồi, đề nghị anh cho xe quay trở lại. Chị ra lệnh đấy à? Đơn vị tôi ra lệnh. Tôi không quay lại đấy. Ai chà, gan dạ gớm nhỉ. Anh nhìn đây này, giặc Mỹ vừa ném bom hóa học, hai bên đường cây xanh đều hóa đỏ. Thuốc hóa học chẳng có gì đáng sợ, cây chết khô nhưng xe vẫn bon đều. Chị bực mình đường xá quá tiêu điều, cái cánh thanh niên xung phong mới đáng phải đưa ra tòa án. Này, anh nói gì thanh niên xung phong? Tôi là thanh niên xung phong đây, anh hiểu chưa? À, thì ra là vậy. Chị thứ lỗi cho, chả là vì tôi bực mình quá. Chị không biết đi thôi, phanh ăn còi kêu bốn bánh quay đều, vậy mà suốt 3 tiếng đồng hồ không bò nổi 2 cây số, mà không hiểu sao cái đoạn đường này nó lại lầy đến như thế chứ. Đường tranh vanh đỉnh núi, dưới là vực hơi mịt mà như khói, dài như sông trắng nõn lớp mây dày. Tôi thương anh còn lạ thổ lạ thung, quay lại đi kéo trời sắp rạng đông, quay lại đi kéo hối rồi chẳng kịp. Quay lại đi, cách đây 20 thước có lối giấu xe rất tuyệt, lùi đi. Tôi không lùi, đã vào đến đây còn lâu tôi mới quay đầu trở lại. Chết thì chết, tôi cứ ngồi ở đây đấy. Anh thật là ương bướng. Chị thật là đành hanh. Này, ngồi ở đây là chết đấy. Ngồi ở đây là mất việc. Chờ thế này cũng dỗi công. Mình thì mới đi đường lạ, cô ta thì có ý dọa. Mình phải tính cách khác, phải tranh thủ cảm tình mới được. Không giữ gìn nguyên tắc không xong. Chị ơi, tôi muốn hỏi thăm chị. Anh định nhờ gì tôi? Tôi muốn hỏi thăm xem, thế chị được mấy cháu rồi? 2 con. Trẻ thế này mà đã có 2 con rồi á? Thì các cháu ở đâu? Ở đây. Úi dồi ôi, bom đạn thế này mà chị cho các cháu lên đây chơi à? Có 2 con mắt đây này. Đâu tai ơi, hỏi thăm cô mình thời quê ở đâu ý ta, chứ anh thời em được mấy đốt nghi ơi mà để mẹ thầy, chứ mẹ thầy ra sao ơi, còn tin thời hợp ý tác xóm làng. Ta cứ đưa chuyện cho qua, đợi trời sáng ta tính tiếp. Anh ơi, anh hỏi tôi quê ở đâu ấy à? Vâng, tôi nông dân hàng ý đào cây đường nhựa cuốc cao vườn hoa. Nhà tôi có mẹ có ý
Thôi. Được rồi, hỏi có một câu mà chị trả lời dài thế. Thế ra chị quê ở Hà Nội đấy à? Vâng. Này, chuyến vừa rồi xe tôi có ghé qua thủ đô đấy. Ôi, thế anh cũng là người Hà Nội à? Ôi không, tôi quê ở Thái Bình cơ. Thái Bình? Vâng. Anh ơi, tôi bảo, à đơn vị tôi nhá, có mấy chị ở Thái Bình xinh lắm. Đi vào đây tôi sẽ chơi. Thôi, chị có bị làm sao? Đang chở hàng vào miền Nam mà lại đi vào xe để trò chuyện. Đến bây giờ mới xong. Thôi, bây giờ để tôi nói thật nhá. Vâng. Trời sắp sáng rồi, đề nghị anh cho xe quay trở lại. Này, đã vào đến đây rồi nhá, không có chuyện quay lại. Chết thì chết, tôi cứ ngồi đây đấy. Anh thật là ương ổi. Chị thật là ổi ương. Anh mà chết ra đây thì tôi biết làm sao được. Ơi anh ơi, tôi vì nhiệm vụ tôi cam, cớ sao anh cứ ngồi gan anh lại nổi khùng. Nói sao bây giờ để cho anh hiểu ngang bước đi làm sao. Nỗi lòng vì tôi lo lắng cùng đường này tôi dành, mong được này. Chị khóc đấy à? Nói thật với chị, không phải là do tôi ương bướng đâu. Mong chị hiểu cho. Tôi tuy lần đầu mới tới nơi đây, nhưng cũng được biết 7-8 năm nay, trên vùng núi Trường Sơn vắng vẻ, biết bao anh em xa cha xa mẹ, gội gió dầm mưa, gối đất nằm gai. Ngay như chị, tuổi đang đầy mơ ước, cũng rời thủ đô vào đây trước tôi. Tôi tuy tuổi mới đôi mươi, nhưng bánh xe đã lăn nhiều ngả đường miền Bắc, mắt đã trông dành, tai từng nghe được bao chuyện căm thù, bao cảnh đau thương. Vậy mà đồng bào ta vẫn anh dũng can trường, lúa vẫn thẳng hàng bên Hàm Rồng Yên Vực, vải vẫn ra đều giữa thành Nam lửa rực, cá vẫn đầy thuyền người Thanh Trạch Cảnh Dương. Bà con ăn khoai, dành gạo gửi chiến trường, cậy vào bánh xe tôi lăn ra tiền tuyến. Tình nghĩa dục tôi phải đi phải đến. Hơi khó khăn sao có thể chùn nghi chân, đoạn đường kia dù nguy hiểm muôn nghi phần. Tôi không vượt đơn vị tôi mà vất vãi. Có thế chứ, thế mới là nói thẳng. Nhưng mà anh ạ, anh không sốt ruột bằng tôi. Vì giặc Mỹ vừa ném bom nổ chậm, trời thì sắp sáng mà đường thì chưa vững, phải đảm bảo cho anh chắc chắn tới nơi. Xe này là xe của Bộ Tổng đấy. Xe của Bộ Tổng? Thế anh thề đi xem nào. Đứng trên đỉnh núi tôi thề đi, không thắng Mỹ ơi à, không về quê hương. Anh thôi đi, anh thề cái kiểu cá chê chui ống ấy à. Mà tôi nói cho anh hay nhá, bộ đội nào mà chẳng phải là bộ đội cụ Hồ. Xe quốc phòng nào mà chẳng phải xe của Bộ Tổng. Anh nói tình thì tôi lấy tình ra nói. Tôi đứng đây bom cày đạn sới, đất đá đầy người, cái chết tính từng giây. Tôi với anh, người lái xe, kẻ lo chuyện chống lầy, buồn giận khóc cười đều vì mục đích hàng ra phía trước. Tôi chưa thuận, nghĩa là
anh chưa đi được. Rồi, tóm lại là chị không cho tôi đi. Thì ra chị sợ trách nhiệm đến như vậy sao? Đúng, chết tôi không sợ, nhưng mà tôi sợ trách nhiệm. Tôi cũng nói cho chị biết, nếu xe của tôi không đuổi kịp đơn vị thì trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về chị đấy. Này, đầy đất, khả năng chưa thực hết. Này, anh ơi, hãy khoan, đừng lùi vội. Này, vừa nãy chị bắt tôi quay xe trở lại, giờ lại bảo tôi đừng lùi, thế là sao? Anh ơi, này, anh thấy có lạ không? Trong chiến tranh, thật lắm chuyện không ngờ. Đêm trời trong mà sáng ra sương dày đặc. Trời ơi. Mà sương dày như thế này thì giặc có mắt như mù, 3 giờ nữa anh có thể đuổi kịp đơn vị. Trời ơi, đúng là có sương, càng ngày càng dày đặc. Này, như vậy là khả năng đuổi kịp đơn vị của tôi vẫn còn. Đúng rồi, anh hãy đi đi, nhanh lên. Nhưng mà đường chưa thông, đi làm sao được? Anh yên tâm, bây giờ tôi sẽ cho nổ mìn mà không cần chờ lệnh của đơn vị. Vậy thuốc nổ ở đâu? Có mấy quả bom không nổ, tôi tháo thuốc để dành sẵn đó. Bây giờ anh hãy ra nổ máy để tôi vào bộc phá. Vâng. Trời ơi, hay quá. Thằng giặc thật không ngờ bom của chúng đã trở thành bộc phá, cây bật tung quay dọc cạp lề đường. Kìa, anh đi đi chứ. Xe chưa thông nói nóng muốn đi ngay. Đường đã mở tôi lại muốn dừng một chút. Tôi đi thì chót lọt, chị ở lại nổ mìn rồi về đơn vị có sao không? Không sao đâu, anh có gan đi, tôi có gan cáng đáng. Mà trông anh bây giờ vừa rắn giỏi lại vừa hiền, không ghê gớm như lúc trước. Còn chị thật xinh đẹp, rõ là người thủ đô, rất linh hoạt chứ không hề máy móc. Thôi anh đi đi, kẻo trời sáng rồi. Rừng đã thức rồi, gà đã gáy rồi. Giờ này thủ đô đài đang mở nhạc, yên phụ bạch mai hàng đào hàng bạc, đèn như sao thức suốt canh dài. Bờ hồ tây liễu rủ giọt sương mai, như lụa hàm vân trùm lên mái tóc. Ngàn vạn giọt sương long lanh tựa ngọc, đón nắng hồng trên những cánh đào tươi. Bà con ta ngoài ấy dậy rồi, làm việc bằng hai để góp cho tiền tuyến. Chúc anh đi mạnh khỏe bình an, bạn ở lại góp phần chiến thắng. Về với hội lim, nhớ câu đến hẹn lại lên với người, bồng bềnh câu hát người ơi, liền anh liền chị nụ cười trao duyên. Quai thao vành non nghiêng nghiêng, cong cong cánh phượng em tên miếng trầu. Chiếc nón y bãi tầm, em đi hội lim. Chiếc nón y
anh vẫn đi tìm. Bao nhiêu nhớ thương anh vẫn đi tìm. Nhớ về hội Lim năm nào em hát câu hát chung tình tha thiết người ơi, dẫu rằng năm tháng hôn mình quê.